400 sao nữ mê giai chơi thể thao đến phát cuồng. Các bạn thân mến, đứng trước một anh chàng đẹp trai luôn làm phái nữ lúng túng và bối rối phải không nào? Đặc biệt là những anh chàng chơi thể thao có một body săn chắc, các hành động mạnh mẽ và năng động sẽ nhanh chóng đánh gục trái tim của các cô nàng mê trai. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ điểm danh 4 chòm sao nữ lúc nào cũng mơ mộng về một chàng người yêu như thế nhé. Đầu tiên là cung Song Tử. Song Tử là chòm sao nữ mê trai số 1 vòng tròn hoàng đạo đấy. Cô ấy tinh nghịch, thích nổi bật, luôn vui nhộn và quậy phá người khác. Vẻ đáng yêu và sự ham vận động khiến nàng ấy bị hấp dẫn bởi một anh chàng mê thể thao. Với cô nàng này thì chàng trai đẹp đẽ nhất là khi đang chạy những bước thật mạnh mẽ dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Trông anh ấy tràn đầy sức sống và dồi dào năng lượng. Thứ hai là Sử Nữ. Chòm sao nữ hiền hòa như Sử Nữ lại thích một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn cơ đấy. Tính cách trầm tĩnh, không mê chạy nhảy, nhưng Sử Nữ lại thích ngắm nhìn các chàng trai của mình đang dốc sức tập luyện. Cảm giác chờ đợi một người thật là tuyệt. Tuyệt hơn nữa là anh ấy đầy sinh khí, đầy hấp dẫn, có thể trở thành thần tượng trong lòng các cô nàng với hình ảnh thật nam tính. Thứ ba là Market. Market lười vận động nhất quả đất nhưng lại mê trai thể thao cũng nhất quả đất luôn. Vì khi chơi thể thao, các chàng ấy thật nhiệt tình, thật thẳng thắn, thật nhiệt huyết, giống với tính cách của Market. Rộng lòng vì chiến thắng, đấu tranh hết mình vì kết quả thật là tuyệt. Sức khỏe của những chàng trai này cũng rất tốt, có thể khiến các nàng Market cảm thấy nhỏ bé trong vòng tay, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các cô nàng. Và thứ tư, đó là Nhân Mã. Cô nàng mê vận động như Nhân Mã tất nhiên sẽ không thích một chàng trai u lì, chậm chạp rồi. Nàng ấy chỉ phải lòng những anh chàng thể thao năng động, lôi cuốn, cá tính mạnh mẽ thôi. Những cú lên rổ bứt phá, những cuộc leo núi thử thách hay một cú sút bóng thân sâu có thể làm nghiêng ngả trái tim Nhân Mã chỉ trong tích tắc thôi. Các bạn thân mến, có một anh chàng đẹp trai như Hàn Quốc lại có body đẹp như vận động viên thể thao làm người yêu thì còn gì hạnh phúc hơn phải không nào? Thế nhưng đừng để bản thân quá ảo tưởng, cứ đợi chờ một anh chàng trong mộng mà bỏ lỡ những người chân thành xung quanh nhé. Chúc cho các chòm sao nữ sẽ luôn tìm được một bờ vai vững chắc để nương tựa. Hãy luôn ủng hộ các chương trình của Lịch Ngày Tốt các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!